anh có ở nhà không Lưu ơi? Ừ, em hả Lân? Anh Lưu nè, anh nè. Ra ngoài được không? Đi chơi với em. Đi đâu vậy Lân? Em cũng chưa biết nữa. Được nghỉ 2 ngày lễ, hay mình kiếm chỗ nào dơ dơ mình đi chơi đi anh Lưu. Dơ hả? Em biết chỗ nào dơ không? Chỉ anh đi. Nhiều lắm anh ơi, yên tâm đi. Không có hiếu đâu mà lo. Nhưng quan trọng anh có đi được hay không? Anh cũng chưa biết nữa Lân ơi. Ừ, anh đi không được, em đi với thằng khác, ráng chịu á. Lễ lộc ở nhà, người ta nghỉ ngơi cho khỏe. Ham hố đi kiếm mấy chỗ dơ chơi làm gì? Khùng hả Lân? Em chia bớt cái khùng qua cho anh đi. Anh mới bị khùng á. Dạo này thời tiết nóng nực, kiếm chỗ nào mát mát, hôi hôi, tắm cho nó bớt thơm, bớt nóng. Vậy mà nói người ta khùng. Ừ, em tỉnh dữ lắm luôn á Lân. Vậy là anh không đi được phải không? Anh cũng chưa biết nữa. Em đang mặc bikini đẹp lắm. Vậy là anh không có cơ hội được nhìn thấy trời em ơi, rồi. Chắc tôi điên quá. À, Lân ơi, đợi anh chút được không? He. Lẹ đi anh Lưu ơi. Ừ, đợi anh chút. À, có chỗ nào ra được không ta? Có cái ổ điện nào chui ra được không? À, Lân ơi, không có chỗ nào chui ra được hết. Thôi vậy anh ở nhà luôn đi. Em đi tắm biển đi. Ê Lân, Lân, em đừng có bỏ anh. Em đợi anh chút đi. Lẹ đi anh Lưu ơi, anh mà ra không được, em đi với anh Lưu nữa. Phải nha. Tìm đường ra, đường ra. Có chỗ nào chui ra được không trời? Sao chỗ nào cũng khóa hết trơn rồi? Chơi kỳ hả? Yêu này sao ngắm em Lân của mình được đây? Lân ơi, không có chỗ nào ra hết. Thôi em ở nhà luôn đi Lân. Đi làm chi cho mệt vậy em? Thôi anh dài dòng quá đi Lưu ơi. Anh ở nhà luôn đi. Em đi tắm biển đi. Em tắm biển nhớ đeo khẩu trang vô nha. Đi tắm biển mà đeo khẩu trang chi cha nổi. Có nhiều chỗ cá chết dữ lắm. Lỡ xui xui có con nào nó chui vô miệng là đi theo nó luôn đó nghe Lân. Thiệt vậy luôn hả anh Lưu? Trời ơi anh nói thiệt mà Lân. Nghe lời anh đi. Vậy mua giùm em cái khẩu trang chống thấm nước đi anh Lưu. Ừ, đợi anh chút. Anh vô mua bán mua liền cho em nè. Để đi anh Lưu ơi, anh Lưu đang đợi em. Chị Linh mua bán mua giùm em cái khẩu trang chống thấm nước nha. Để Lân nó tâm vậy em không yên tâm chút nào hết. Lân ơi, vậy là em đi với thằng Lưu phải không? Ừ đúng rồi anh Lưu ơi, em đi với anh Lưu. Ai biểu anh đi không được? Ừ, em cứ dẫn nó đi đi. Biết đâu nó đi tắm vậy với em xong nó bớt Lưu. Là sao anh Lưu? Là lấy độc trị độc. À, anh Lưu độc quá. Goodbye. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.